Okay, good evening everyone. Welcome to post-match press conference. Here with us, coach of Vietnam, coach Philip Tosie. Coach, what's your opinion about the game? We can say that we were not surprised about the welcome of our brother in Tunisia. We knew from the beginning that tonight it will be not an easy match. And we were not surprised to face a team with big waves of pressing, big wave of long ball, big wave of fighting, big aggressiveness. And it was necessary for us to control our emotion. And it was necessary also to keep calm. And this is what we did in the first half. We played, for me, a very good first half. We controlled the match. And the Indonesia didn't have an opportunity. And we were in a good position defensively. And also good position in offensive transition to provide some opportunity. And we had in the first half some opportunity to be dangerous, and why not one to score the goal. And we know for this kind of match, the first goal give a great advantage for the team score the goal. And the goal came from, a detail, because it was not a strategy, it was a throwing. We knew that the ball is coming, we knew that we have to fight, we knew, we repeat 100 times, but Japan got a goal from this throwing, and I think a lot of teams in the world got this kind of goal, and unfortunately we got this goal at the beginning of the second half, and automatically it will be not the same match, of course. And from that it was more difficult for us, because we have to develop more strategy, we need to make more efforts. And at the end we could be a little bit frustrated, because regarding our performance, especially defensive performance, I have nothing to reproach to my players in terms of investment, organization, will. But at the end, we lost this match. And we are in a process. As a process, it remains three other matches. And until the moment we can speculate about points, it's clear that we will never give up until the end of this process. Now we have a match at home, and also with our own ingredient. And it's clear for us that we need to win the next match if we want to dream to go to the second round. And this is what, I think this match tonight gave us a lot of positive points, because what I said, we run a lot, we aggress, we press, and until the end we try. And this is, for me, a positive attitude. And from this positive attitude, we will be preparing our match on 26. Bản thân chúng tôi đã có những sự chuẩn bị về mặt tinh thần, và chúng tôi không bất ngờ về bầu không khí của sân vận động, hay là sức ép đến từ những khán đài, đến từ các cổ động viên chủ nhà. Chúng tôi xác định tư tưởng rằng hôm nay là một trận đấu không hề dễ dàng. Và chắc chắn thì đội chủ nhà sẽ có những tình huống mà họ va chạm mạnh, họ đẩy cao đội hình, và đồng thời họ cũng liên tục gây sức ép bằng những tình huống bóng dài chẳng hạn.
Tôi cũng dặn dò các cầu thủ từ trước trận đấu đó là làm thế nào phải kiểm soát thật là tốt hành vi cũng như là cảm xúc của bản thân, tránh những tình huống va chạm không đáng có. Để nhìn nhận về trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng hiệp 1 thì tôi cho rằng cả đội đã có sự kiểm soát trận đấu tốt và chúng tôi đã làm tốt các thời điểm mà chúng tôi không bóng phòng ngự, đồng thời là có những tình huống mà chuyển đổi trạng thái tốt trong hiệp 1 để tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên thì chúng ta đều hiểu được rằng với tính chất trận đấu khá là cân bằng như ngày hôm nay thì đương nhiên là bất kỳ đội bóng nào ghi bàn trước trong một cái bối cảnh như vậy thì đều sẽ là đội bóng nắm được lợi thế. Để nói về bàn thua này thì tôi chỉ có thể nói là đây là một tình huống đến từ sai số cá nhân. Bởi lẽ đương nhiên là chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và tập luyện để phòng chống tình huống này và chúng tôi lặp đi lặp lại thậm chí rất là nhiều lần rồi. Nhưng tôi cũng có thể lấy một ví dụ, đó là tại Asian Cup vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản cũng để thua một tình huống trước đội tuyển Indonesia sau một tình huống tương tự thì rất là đáng tiếc. Và đồng thời thời điểm của bàn thua này thì nó lại đến từ vào thời điểm đầu hiệp 2 nữa, khi mà diễn biến trận đấu đương nhiên là sẽ khiến cho cục diện nó tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên là chúng tôi thất vọng về kết quả ngày hôm nay, đặc biệt là khi tất cả các cầu thủ tôi nghĩ rằng đã tuân thủ rất là tốt chiến thuật của đội bóng đề ra, đặc biệt là trong các thời điểm mà không bóng. Dĩ nhiên là với kết quả này thì trận lượt về sắp tới thì chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa với mục tiêu cao nhất, đó là giành được chiến thắng. Và đồng thời tôi tin rằng toàn đội bóng, tất cả các cầu thủ thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến những thời điểm cuối cùng, trận đấu cuối cùng của vòng loại này. Với lực lượng hiện tại thì đương nhiên sau trận đấu này thì tôi sẽ cùng các cầu thủ tiếp tục cải thiện và đúc rút ra những cái điều mà tích cực mà chúng tôi đã thực hiện được ở trận đấu ngày hôm nay để thực hiện trong trận đấu lượt về. Okay, any question? Good evening, Coach Amnia from National Radio Station RRI. I have only one question, that with the result of the match tonight, it might be give you more pressure for you or and your team. I just want to know that do you feel still feel confidence to get 3 points at the next match at home, at your home, with Indonesian performance like tonight? Thank you, Coach. Yes, we are at the halftime of the process because we played twice Indonesia at home and away. We are in a format of next European Champions League, Real Madrid against Manchester City, Arsenal against Bayern Munich, and we are at the halftime. That's why we have the possibility of the next match to get more points if we win. And we are exactly in the format of the European Champions League. That's why we keep concentration today, tonight. Even we lost the match, I think, in terms of content, attitude, investment of the players. Even we have to, of course, to be more efficient, to find to explain to the player more details, but I think to that I am so positive to understand that we can make a big trouble on next match against Indonesia at home, and this is our target, just to get our 2 points advantage, because we start the match today with 2 points in advantage. Today we have 1 point late, and we have the possibility to get again. That's why we keep positive. And we hope that in Hanoi we will have a strong backing, like the public in Indonesia make a good backing from the beginning. We hope that we will have the same atmosphere next on 26. Với tính chất của hai trận đấu trong tháng 3 này thì chúng ta có thể coi hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gần tương tự như là tính chất của trận đấu knockout mang tính chất lượt đi lượt về tại Champions League sắp tới chẳng hạn. Đương nhiên là chúng tôi mới trải qua trận đấu lượt đi thôi, và chúng tôi vẫn còn trận đấu lượt về sắp tới, và tôi muốn tất cả các cầu thủ tiếp tục tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Dĩ nhiên là như tôi đã nói, hôm nay kết quả của chúng tôi không thể hài lòng được, nhưng về cách chơi, về sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ
thì chúng tôi đã thu nhận về và đồng thời thu vậy nhận về những chi tiết mà chúng tôi sẽ cần điều chỉnh để tiếp tục chơi tốt hơn trong trận đấu lượt về sắp tới. Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi như tôi đã nói đó là đặt mục tiêu cao nhất làm thế nào để khôi phục cách biệt 2 điểm trước khi trận đấu bắt đầu. Và tôi hy vọng là với trận đấu sắp tới tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội thì chúng tôi sẽ có một sự cổ động nhiệt thành tốt nhất đến từ các cổ động viên nhà, tương tự những gì mà cổ động viên Indonesia đã cổ vũ xuyên suốt ngày hôm nay. Ok, last question. Có phải là cái không khí, bầu không khí ở trên sân Bugano khiến cho các cầu thủ trẻ của chúng ta gặp khó ở trận này không, dẫn đến sai sót? Và ông nói gì về cái mặt sân ở trận đấu này? So do you think the pressure of this of today's match and also maybe from coming from the local supporters make a number of players, especially youth players, committed some individual mistake today? And do you have any comments on the quality of the cross pitch today? Yes. I don't like to talk about the age of the players because I think Indonesia today play with all under 23, right? All the players of the national team of Indonesia was under 23, more younger than us. But it's not a problem. And I'm not sure that my young players, but who is young? Who is young? No, it's not a problem of age. The pressure, we had the pressure. We play in front of a large crowd. We play against Indonesia team with maybe 80% coming from abroad, and our team is coming 100% from Vietnam, and it's clear that regarding how we play today, we could congratulate the players, because I didn't see the difference between a local team and an international team. We play, I think, with a good performance, good discipline, good motivation, and the players run a lot. And we try. Unfortunately, we got this goal at the beginning of the halftime. And it's clear that for this kind of match, a small detail like that could make a disadvantage. About the pitch, finally, it was not so bad. Even we could play with better pitch because we knew a lot of damage on this grass. But I think it was not an excuse for us. We tried also to play the ball on the foot, and I think today we cannot say that the pitch was disadvantaged us. Để nói về lực lượng thi đấu ngày hôm nay, thì tôi không muốn đưa ra nhận xét nào về độ tuổi của các cầu thủ cả. Bởi lẽ nếu chúng ta nhìn vào đội hình của phía Indonesia thì bản thân đội chủ nhà thì họ cũng sử dụng khá là nhiều các cầu thủ trong đội tuyển U23. Tuy nhiên sự khác biệt giữa Việt Nam cũng như là với đội chủ nhà Indonesia đó là trong đội hình của họ thì có nhiều các cầu thủ có kinh nghiệm, có trải nghiệm thi đấu nước ngoài cũng như là châu Âu nhiều hơn. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn ngược lại thì về diễn biến trận đấu ngày hôm nay, tôi không cảm thấy được quá nhiều sự khác biệt giữa một đội bóng tập hợp như là Việt Nam chỉ gồm tất cả các cầu thủ chỉ thi đấu trong nước ở Đông Nam Á và một đội bóng mà có nhiều tính chất quốc tế như là đội tuyển Indonesia. Để nói về trận đấu ngày hôm nay thì dĩ nhiên như tôi đã nói, mấu chốt thay đổi trận đấu ngày hôm nay đó là thời điểm mà Việt Nam phải nhận bàn thua, bởi lẽ nó thay đổi tính chất và diễn biến của trận đấu. Còn về mặt sân thì tôi nghĩ là đương nhiên là mặt sân không hoàn hảo, không quá tốt, nhưng mà với tôi thì tôi không muốn lấy lý do là mặt sân ra để bào chữa cho bất kỳ kết quả nào, bởi lẽ chúng tôi thì ngày hôm nay các cầu thủ vẫn rất cố gắng để duy trì và phát triển được lối chơi. Thưa huấn luyện viên Jose, để mà có được một kết quả mà chúng ta hướng tới là một trận thắng, thì liệu rằng ông có nghĩ rằng chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi mang tính mạo hiểm hơn mà có tính đột phá không
trong cách chơi cũng như là trong cách sử dụng con người ở trận đấu tới đây. Cảm ơn ông. So in order to achieve the eventual target for the second match at home, which is a win, obviously. So, do you think that the team should have some adjustment in terms of individual players or play with take more risk in the match? After each match, I try to improve the level of the team. That's why after this match we collect and we can collect a lot of new information to adjust our next decision about who will start the match. Of course, we play at home, it's an advantage. We have to score goal, we have to win. It's clear that the fact also that we have five substitutes is very important about the coaching. And it's clear that if we want to win, we need to take a risk. But we need to calculate and adjust at what time we need to take a risk, because it's clear that we will play against a strong Indonesia team. We'll be happy if they make a draw in Hanoi. And this team also has a strong argument in a counter-attack. That's why we need to study very well. But yes, today I collect very strong information about some players. And of course, it will be a possibility to consider a different approach. Even we keep the same philosophy, the same investment, but yes, the match was very positive about this information I got tonight. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn tìm cách để cố gắng và cải thiện hơn nữa sự hiệu quả trong lối chơi của đoàn đội. Dĩ nhiên là sau trận đấu ngày hôm nay thì tôi sẽ nhìn nhận lại sự thể hiện của tất cả các cầu thủ và từ đó để đưa ra những sự điều chỉnh ai là người đá chính, ai là người dự bị. Và dĩ nhiên là trận đấu tới thì tính chất của trận đấu được diễn ra ở sân nhà thì tôi coi đó là một lợi thế đối với đội. Dĩ nhiên là với 5 quyền thay đổi người thì chúng tôi cũng sẽ tính toán thời điểm trong trận đấu để cần đưa ra những sự mạo hiểm và thay đổi điều chỉnh trong trận đấu. Nếu mà bây giờ để nhìn nhận về phía góc độ đội Indonesia thì có khi là ở trận đấu tới họ đặt mục tiêu chỉ cần hòa là có khi là đủ rồi. Và dĩ nhiên thì chúng tôi cũng sẽ cần rất cẩn trọng với các tình huống mà họ chủ động chơi phản công, bởi vì đây là cũng là một thế mạnh của họ. Nhưng tổng kết lại về trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng tôi đã thu nhận được rất là nhiều những thông tin về màn trình diễn của các cầu thủ trên sân, và từ đó để giúp tôi đưa ra những quyết định tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Thank you, coach.